Mỗi một con người chúng ta ai cũng có ưu điểm và ai cũng có những khuyết điểm hết trơn á. Chúng ta tại sao không phát triển những ưu điểm của mình như con của mình đi? Đừng nên hoàn toàn đặt con mình vào cái chỗ khuyết điểm. Đừng bao giờ lúc nào cũng con mình là khuyết điểm, khuyết điểm. Hồi tối gặp một cái cô dặn một đứa bé nhỏ đó. Cô nói rằng: thầy ơi thầy, con nay con dặn lần đầu chắc tới con không dặn nữa đâu thầy. Đến nó quậy quá thầy ơi, nó hư, nó lì còn hơn cái gì nữa thầy. Những đứa nói nè: cô à, những đứa hỏi cô, nếu con cô bây giờ mà nó không lì, nó không hư, mà nó đứng đâu đứng yên chỗ, nó ngồi đâu nó ngồi yên chỗ, cô lo không? Nói, con cũng lo dữ lắm thầy. Cô con cũng lo dữ lắm luôn. Những đứa nói: cô à, nó mới có 5, 6, 7 tuổi à, con trai nữa. Đó là con trai thì nó phải hoạt bát, nó phải nhạy bén thì mới là con trai. Những đứa còn không sợ nó làm phiền, trong khi những đứa giảng nó la âm sùm, những đứa con không sợ phiền. Nó la được là mừng cho nó, vì nó khỏe, nó vui, nó mới la. Được chưa? Mình đi nói nó lì, ngày xưa mình còn lì hơn nó nữa. Những đứa hồi xưa tuổi như nó, những đứa lì ác đạn luôn. Những đứa lì kỳ cục lắm, phải lì bình thường như người ta. Thí dụ như con nít dưới quê mà có nhiều đứa nó đâu có hiểu, nó lì, nó quậy. Buổi trưa giờ người ta ngủ chưa, những đứa lấy đất liền vô lóc nhà ta chơi. Lì cái này mới ác nè, quý vị công nhận không? Nó lì ác đạn. Nó rồi xong á, vợ chồng ta mới cưới nhau bằng đêm á, những lấy đất, những đứa liền vô nhà ta xâm xâm xem. Quý vị có lì ác đạn chưa? Nên bây giờ những đứa gặp mấy đứa nít lì, những đứa nói: mày không lì bằng tao. Không có trách nó. Rồi xong những đứa nói là: tại sao cô là mẹ mà cô lúc nào cũng nói con cô lì chứ nhỉ? Chứ thầy nó lì quá, con biết nói gì giờ. Những đứa thấy nó đẹp trai mà, sao cô không nói nó đẹp trai á? Cô nói nó dễ thương, nó đẹp, nó dễ thương, con ngoan, con dễ thương. Cô cứ thường nói nó vậy đi, nó sẽ tự suy nghĩ lại. Xong những đứa kêu lại: nè con đẹp trai nhất, con dễ thương nhất đó nghe, con hoạt bát dễ thương. Nó chạy lớn ôm những đứa à, mẹ nói sao kỳ cục quá trời. Thấy không? Thì ra là con nít nó biết rõ ràng luôn. Nó biết là người này thương nó, khen nó. Mẹ cứ chê nó không thích. Nó không biết dùng từ ngữ để diễn đạt, nhưng trong lòng nó không thích mẹ nói con câu này. Như bản thân chúng ta có ai mà thích mình, người ta cứ chê mình hoài đâu. Thật sự ai mà chê mình hoài mình không có thích đâu. Khen mình thì cũng có, chê mình thì mình chấp nhận. Chứ chê mình hoài mình đâu có chịu đâu quý vị. Dù là mình như vậy mà chê mình hoài mình không có chịu. Xong mình tức quá mình nói câu nói nè: ờ tôi vậy kệ tôi, ai mượn nói hoài à. Hiểu không? Đó. Nên đây là rõ ràng luôn mà. Đứa con bé con nít đó, mình phải cho nó thời gian. Tại sao mình đi đoạn duyên của nó? Vừa nói xong mà mẹ nói: thôi con nghe lời thầy, từ hôm nay con cố gắng, mỗi tuần thứ bảy con dành thời gian con dẫn con đến đây. Nên có nhiều người đi đến chùa, nếu mình không nghe đạo là chúng ta sẽ dễ dàng đoạn duyên. Rất là dễ dàng đoạn duyên nó, thật luôn á. Nên những đức nói, những gì những đức nói cho quý vị nghe nó rất đơn giản. Nhưng quý vị đừng có bỏ những công đoạn này. Vì bỏ là vì sẽ xa chùa này đó. Tại vì gặp những sự cố trong cuộc đời, quý vị sẽ xa chùa này đó. Có rất là nhiều người tu lâu luôn quý vị, nhưng mà lạ thay, họ đi đến chùa họ không cần nghe pháp, họ nói họ hiểu hết trơn rồi. Nhưng mà cuối cùng họ xa chùa đó quý vị, họ xa luôn đó. Và tự nhiên lễ viết Quan Âm này kia đồ họ không bao giờ đến lại, họ nói ở nhà lại cũng được. Nhưng họ lại vài lần họ bỏ cuộc luôn đó. Kẹt quá, ở xa quá không đến chùa được. Chứ thật sự với quý vị rằng cái nghiệp chúng ta nó quá nặng, một mình làm sao đấu nổi với người ta. Chúng ta phải đi gũ lực lượng. Đúng không quý vị? Sao mà không khô một chút? Một mình mà đi ra đánh với cả ngàn người, ai mà dạy gì đánh với cả ngàn người. Nói mày đứng đó mày đợi đi, tao đi kêu viện binh. Hiểu chưa? Mình phải khéo. Biết rằng là mình là quân tử thiệt mà không thể nào làm anh hùng gươm được. Chúng ta đi kêu viện binh người mà cùng chí hướng với chúng ta. Bây giờ á, một bên là ác thiệt là đông, một bên mình thiện đâu ít đâu. Thì mình kêu viện binh của mình, không phải là đi quýnh lộn với nhau, mà là viện binh của mình niệm Phật, viện binh của mình tu hành. Thì người ta thấy cái lực lượng mình tu đông quá, người ta muốn nhào vô, người ta ăn hiếp mình, ta không dám. Thì đó là tự nhiên mình đẩy lùi những cái phần ác đi rồi đó. Nên mình phải nhờ diễn binh này nè. Đúng không? Mình tu lâu mình phải làm tấm gương.
là mình đi về chùa để nhiều người, người ta mới tu, người ta đi theo mình. Ô, ông này ông tu lâu vậy, ông giỏi vậy nghe. Nhưng mà ông đi về chùa, ông nghe ông thầy này giảng. Vậy là ông thầy này giảng có tệ đâu. Đó là làm nền để cho nhiều người, người ta đến, người ta tu. Đó mới là mình có phước. Mình có phước. Còn này mình tưởng đâu là mình tu giỏi rồi, mình nghe ông quê lắm, cái tâm đó hẹp chứ lắm. Tu càng tu cái tâm càng nhỏ nên xa chùa mất tiêu. Nhiều lắm quý vị, cỡ một chục người Nhân Đức quen trong một thờ tu với Nhân Đức luôn, cư sĩ. Hồi đó thường đến chùa ghê luôn, từ ở trên kia trên thường đến chùa suốt luôn quý vị. Nên tại sao lễ Viếng Quan Âm Nhân Đức thường nói câu rằng quý vị Phật tử chùa nào cũng được, nếu cảm thấy rằng chùa ở nơi mình có tổ chức khóa tu thì cứ ở đó mà lại Quan Âm đi. Còn nếu như không có tổ chức thì là rảnh mà, thì đi đến đây lễ đi. Nhân Đức đâu có kêu quý vị đi theo Nhân Đức gì đâu. Nhưng mà Nhân Đức khuyên quý vị nên tu. Nếu chùa có tổ chức thì ở đó chùa đó tu. Còn chùa không tổ chức thì mình đi về đây mình tu. Phật tử ai cũng là đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Chúng ta có gầy dựng ai đâu. Quý vị về đây thấy Nhân Đức có tiếp riêng ai không mà Nhân Đức lôi kéo? Không có. Nhân Đức luôn luôn hướng dẫn Phật Pháp, bị về nhà mất tiêu. Nói chuyện xong mới bị đi đâu bị đi kệ vì chứ Nhân Đức có kêu ai lợi Nhân Đức nói chuyện đâu. Và Nhân Đức cũng có biết ai trong đây giàu nghèo gì đâu. Có đến nhà đâu mà biết. Có đến nhà vì lần nào không? Trong đây có ai Nhân Đức đã từng đến nhà đâu. Nhân Đức có biết nhà vì đâu. Từ nơi đó Nhân Đức đâu có đến nhà ai đâu mà biết giàu nghèo gì. Còn ta đi đến chùa người ta thấy rằng mình làm việc tốt, người ta muốn cúng dường. Đó là người ta phát tâm, người ta tu phước tu duyên. Còn ngoài ra mà cái việc không thật sự với quý vị, người ta thấy mình làm tốt là người ta phụ trợ à. Trong cái cuộc đời này ai mà không vậy? Nó thấy mình làm việc này lợi ích, việc tốt thì người ta cùng chung tay mình làm, chứ ai dạy gì đi chung tay người làm ác. Hoặc là không làm gì người ta chung tay mình làm gì. Nó nên từ nơi đó mà người ta thấy làm nhiều việc. Như Hòa Thượng tại sao ngày xây chùa hoài? Tại vì ngày xây cho người ta ở nên người ta mới cúng dường cho Hòa Thượng xây chùa. Bây giờ quý vị xây đi, quý vị nuôi người đi, người ta sẽ cúng cho quý vị liền à. Tại vì mình không có làm, mình chờ tới nào có mới làm. Nhân Đức nói thật với quý vị nghe, Hòa Thượng ngày làm, ngày lôi ra ngày làm à. Ngài nói Nhân Đức một câu gì nè, làm đi, người ta cúng. Ngài nói một câu Nhân Đức mà, ông làm đi, người ta cúng. Mà Nhân Đức lại cũng có cái tính gì nè, làm đi, người ta cúng. Ngày xưa giờ đều làm gì không mà. Có nhiều người hỏi chắc thầy có một số tiền lớn lắm, không có. Thật sự mà nói khiếm thị Nhân Đức có tiền luôn á. Vậy mà Nhân Đức dám lôi ra làm đó. Nhân Đức lôi ra Nhân Đức làm, Nhân Đức liều mạng, Nhân Đức làm đại luôn á. Nhân Đức có một quan niệm nghĩ gì nè quý vị. Phật ơi, con là một con người chưa phải tròn vẹn đâu Phật, mà con còn thấy những người mù này con tội nghiệp họ nè. Con tin rằng là Phật còn thương họ còn hơn con thương họ. Nhưng mà Phật bây giờ Phật đâu có thể nào ra tay làm việc này, Phật phải nhờ đệ tử làm. Thì thôi để con làm, Phật hỗ trợ con nghe. Thấy không? Đây là 100% khi Nhân Đức làm, Nhân Đức quỳ trước Phật, Nhân Đức nói câu vậy đó. Bây giờ con làm thì Phật hỗ trợ con. Bây giờ con hoàng đạo, Phật Pháp đưa để lại, nhưng mà phải có người hoàng đạo. Bây giờ con đem cái đạo của Phật, con giúp con người đó. Bây giờ Phật còn thương chúng sanh hơn con thương. Đối với Phật vật chất là có nghĩa lý gì? Ở thế giới cực lạc đầy trên đó chứ, mà ngày luyện dài cục cũng cho con. Thì thấy cái người niệm Phật không nói nhiều câu nghe mắc cười ghê không? Mà nghe thấy thích mà vui gì đâu đúng không? Nhân Đức cảm giác Nhân Đức thấy cũng vui nữa. Thấy không? Đó. Thì thấy tự tại không? Rất là tự tại. Chúng ta sống nhau, gặp nhau trong cuộc đời này mừng quá trời à. Miễn mà mình mà có nụ cười, có niềm vui, dù trong hoàn cảnh nào mình cũng cảm thấy mình vui là thấy mình mừng lắm rồi. Chứ đừng có đến với nhau mà chúng ta có một cái dụng ý gì nó nặng nề mệt lắm. Quý vị đến với chùa mình, quý vị thấy thoải mái ghê không? À, có nhiều Phật tử tội nghiệp lắm, họ gặp Như Đức có nói một câu gì nè, thầy ơi, chúng con nè thầy, con dở lắm thầy. Con học Phật lúc trước là con nói thật sự thầy là con tranh cạnh ghê lắm đến chùa. Ví dụ như chị em đi đồng tu đi với nhau, họ thắp một cây nhang 2 gang, con phải thắp 2 gang rưỡi. Ghê không? Thắp nhang mà còn tranh cạnh, họ thắp 3 cây, con chơi 4 cây. Họ đi với thầy 1 lần, con mới đi với thầy 2 lần. Thầy, họ lo cho thầy cái gì, con phải lo hơn. Bây giờ con hiểu đúng là mình dại quá. Tại sao mình học Phật ra một cái tâm kỳ cục vậy?
Mà từ khi con đi đến đây bây giờ con bỏ luôn cái tâm này. Nhân Đức nói, cô biết sao mà cô đi đến đây cô bỏ không? Vì Nhân Đức cũng muốn khỏe. Nếu như quý vị làm việc đó, quý vị cũng cực nữa. Quý vị cũng rất là cực luôn. Giờ họ xấu xé nhau, quý vị cũng lo quý vị ra đi xử lý nữa. Cực không? Nên mình dạy làm sao cho người ta sướng thì mình cũng sướng nữa. Người ta tự tại mình cũng tự tại nữa. Ai mà dạy gì, dạy người ta đi một chút lợi ích mà bản thân mình phải khổ. Mình như một con rối, người ta dẫn mình đi đầu này đầu kia đầu nọ, bắt buộc phải đi. Nên từ nơi đó mà Nhân Đức, tại sao Nhân Đức thoải mái ở trong chùa hoài? Vì quý vị biết Nhân Đức hướng dẫn quý vị nhiệt tình. Quý vị thật sự mà nói nghe, trong lòng quý vị phải mang ơn Nhân Đức đó. Bây giờ một chặng lễ viết Quan Âm quý vị biết, quý vị cực như vậy chứ Nhân Đức cực cỡ nào chưa? Một chương trình tu Nhân Đức cực cỡ nào phải suy nghĩ tính toán chưa? Nhân Đức phải sắp bao nhiêu ban bệ chưa? Rồi trước đây Nhân Đức phải giảng bao nhiêu bài giảng chưa? Khô cuốn họng rồi Nhân Đức phải sắp tất cả các ban bệ đâu vào đó hết. Rồi tới cái ngày mà vô chương trình là Nhân Đức phải hướng dẫn xuyên suốt một ngày, bốn thờ luôn. Quý vị biết cái đầu óc làm việc cỡ nào chưa? Rồi quý vị mới có được cái mô hình tu như vậy luôn. Còn Hòa Thượng phải tính toán cái chuyện mà chùa chiền đồ này kia rồi bên pháp lý ổn định hết trơn cho mình về đây tu làm sao chứ. Đó là người trên đó, lo việc vậy đó. Nó còn như quý vị về chùa quý vị cúng chút định tiền thì quý vị biết những đức ngày ăn ba buổi cơm, những đức có đi chơi đâu đâu. Ăn ba bữa cơm ăn còn ít, có khi ăn còn ít hơn chúng, nó thật lòng luôn. Ăn rất là ít luôn. Cà phê, cà pháo gì không uống, không uống nước ngọt, không ăn bánh. Ngọt bánh gì chứ, ăn cơm cơ mà. Thì vì biết quý vị, tất cả những cái gì vì cúng cho những đức và hòa thượng toàn là làm việc cho người ta không? Toàn làm hết trơn á. Nó hồi sáng, có một chú, mình vừa ăn cơm xong. Ông chú cầm cái bọc đó. Mình tưởng đâu mìn gì. À, xong rồi nói mấy cô, chú này em cúng cái gì hôm nay? Ông cầm lại đưa, để xuống bàn. Nói, con cúng thầy cần cái gì làm, lợi ích thì làm. Cũng không ít, cũng tương đối, có được chút cơm. Đúng không? Nói mấy gì thấy rõ ràng không? Một cái tâm cúng dường, hiểu quá. Chúng ta hiểu nhau rồi. Nhìn những đứa còn chưa nhìn quá, chưa biết cái gì trong đó. Rồi để cho người, cái ban tổ chức nó làm việc. Như vậy nên những đứa mới có tâm trí để chia sẻ Phật Pháp với quý vị nè. Nghe không? Còn nếu như những đứa đem về phòng mà những đứa ngồi đó, những đứa có on đơ cái đó hoài, chắc lên đây những đứa giảng cái đó không. Còn sao mà giảng Pháp cho quý vị nghe đây? Cái này là thật lòng 100%. Xin thưa quý vị, quý vị cúng dường Nhân Đức chưa bao giờ biết cái bao thư đó bao nhiêu tiền trong. Hồi nãy có cô kia, một số người ở nước cơm, người ta gỡ tiền, cô cầm lên, cô cầm lên cô đưa rồi cô ghi cầu an cầu siêu rồi đó. Nhiều quá Nhân Đức đâu có đọc được, mà Nhân Đức ngồi trên phòng Nhân Đức đọc giùm cho cô. Nhân Đức ngồi trên phòng Nhân Đức nói là người ta cúng dường cái tâm người ta ở xa người ta gỡ chút. Quý vị biết có những người ta Việt kiều nước ngoài đâu, quý vị không hiểu đâu. Người ta nước ngoài kia người ta còn cực hơn mình, người Việt Nam mình ta làm cực lắm đó. Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng đồng tiền nước ngoài người ta gỡ gì, đồng tiền nó 100 đô nó đổi ra cũng nhiều tiền hơn người Việt Nam mình. Nước Việt Nam mình thì mình nghĩ người ta không có cực. Hoặc là mình nghĩ lâu lâu người ở người mình mà ở đó gì, bà con mình gì, mình nghĩ người ta nhìn thấy đẹp, thấy mập mạp mình tưởng là sung sướng. Ở ngoài đó người ta làm cực lắm. Rất là nhiều người, quý vị biết cái thờ ngày xưa Nhân Đức mới vô chùa, Nhân Đức cầm điện thoại 3 chiếc. Nhân Đức là người nghe điện thoại là chuyên nghiệp lắm đó quý vị. Bây giờ tại Nhân Đức không xài thôi, chứ Nhân Đức là người nghe điện thoại rất chuyên nghiệp. Và Nhân Đức nói chuyện điện thoại với Phật tử là quý vị biết rằng là tâm sự buồn khổ gì họ đều tâm sự Nhân Đức hết á. Ngày xưa thờ ở trên tỉnh thất này Nhân Đức cầm điện thoại không đó, là quý vị biết họ rất là tâm sự nhiều chuyện cho mình biết. Họ nói ở nước ngoài cực lắm thầy, ở Việt Nam mình làm khi mình xin nghỉ dễ thầy ơi, ở nước ngoài cực chứ lắm, làm việc nhiều lắm và theo cái quy tắc của công việc người ta rất là cao, làm rất là cực, kiếm đồng tiền không dễ đâu thầy, con làm neo đó thầy, cái chút gom gom lại cực lắm, rồi cái quá chắc của cái nghề làm neo nó nặng lắm thầy.
họ kể cho mình nghe rồi đi về lại. Cái cuộc sống đó, nó không có tình cảm nhiều như người Việt Nam mình ở nước mình đâu. Nên về khi về cái mỗi người mỗi một cái vị trí à, ngồi nghỉ à, con có khi buồn lắm thầy, buồn lắm chú ơi, có khi điện thoại cho chú để tâm sự này kia, chú chịu khó nghe nghe. Đây là bao nhiêu người gặp như Đức, người ta nói chuyện điện thoại người ta đều nói câu vậy đó. Có nhiều người ta buồn vì cái chuyện ở ngoài đó của người ta, chuyện tình cảm buồn lắm, không biết chia sẻ cùng ai luôn. Quý vị nói mình ngày xưa mình không hiểu, mình tưởng đâu có con mình đi lấy chồng ở nước ngoài đồ này kia thì con mình sẽ được đầy đủ hạnh phúc, không có phải đâu. Tuy cái đất nước quý vị nhìn phồn qua như vậy đó, nhưng mà về cái tình cảm con người nó kém. Cái đất nước mình tuy là không có giàu như người ta, nhưng cái tình cảm của người Việt Nam mình nó nhiều lắm nha quý vị. Cái người Việt Nam mình cái tình cảm nó nhiều lắm, nó không có giỡn đâu. Dù cỡ nào thì cái vẫn còn bị ảnh hưởng từ cái nền văn hóa của cha ông. Ảnh hưởng là con người thương con người. Nên dù cỡ nào mình là người Việt Nam, mình gặp người Việt Nam mình tâm sự cũng dễ, mình kết bạn cũng dễ. Còn mình ra nước ngoài mình nói, muốn nói chuyện với người ta, mình có biết tiếng của người ta đâu mà mình nói. Mình nghe bơ su bơ si gì tùm lum tùm la, mình có biết cái tiếng gì đâu mà mình nói chuyện với người ta. Nên mình sẽ là một cô đơn vậy lắm. Thí dụ như quý vị biết rằng mình đi ra đất nước người ta, cỡ nào mình cũng lép hơn người ta, chứ sao mà mình hơn người ta được, thấy không? Mình phải sợ người ta chứ. Còn đất nước mình phải mình giữ với ai, nhưng mà mình thấy con người với đến với con người nó tương đối nó rất là gần gũi. Nên những Đức nói rằng con của mình, mình dạy cho nó đạo đức, chứ đừng có nên mà nói là bây giờ phải bằng cấp nước ngoài, nước ngoài, nước ngoài. Những Đức nó không có bằng cấp nào bằng cái bằng cấp đạo đức ấy. Cái bằng cấp đạo đức nó không có lỗi thờ đâu nghe quý vị. Mà cái bằng cấp đạo đức mà học đúng nghe, bằng cấp đó đó nghe, là con người này họ tăng tiến dữ lắm. Họ không phải là người đơn giản đâu, họ không có sống thụt lùi đâu. Nên những Đức nói quý vị biết bằng cấp ở Việt Nam cũng được rồi, mà đặc biệt là phải dạy bằng cấp đạo đức cho con mình thêm. Con mình có đạo đức là con mình sẽ hiểu cuộc sống nhân sinh, con mình sẽ sống vui à, con mình sống rất là vui luôn. Nên những Đức nói rằng tất cả những người quý vị bệnh hoạn á, đừng có buồn quý vị, đừng có nên buồn. Những Đức nói quý vị nghe, có những người người ta bệnh người ta cũng không sợ chết đâu quý vị. Nhưng cái không sợ chết của họ là cái tiêu cực, không sợ chết chứ không phải tích cực như người tu đâu. Cái người tu người ta không sợ chết, mà người ta phải thiện, người ta phải có một phương hướng đi về. Có nghĩa là họ có mục tiêu rất là chuẩn luôn, và phát xuất từ tâm họ ra luôn. Nên đó mới là gọi là tích cực, không sợ chết. Chứ đâu phải ai cũng sợ chết hết đâu. Có những người người ta vẫn nguyên hiểu nguyên lý là ai cũng phải chết, họ chấp nhận cái chết. Nhưng họ chỉ là có cái chấp nhận cái chết chưa đủ. Vì họ chấp nhận cái chết rồi đi tái sinh, chúng ta sẽ tệ thì sao? Nên chúng ta phải tạo ra cho mình một cái phương hướng, và làm sao lúc mình bệnh đau mà mình phải vui được. Tại vì mình vui là vì mình đã trả cái nghiệp duyên, trả thì phải vui trả. Giống như thiếu nợ thì trả thì phải vui trả. Rồi trả rồi mình phải tạo thêm, chứ không phải là trả không mà không tạo. Có những người trong cuộc đời này người ta rất là khổ, nhưng người ta nói người ta sẽ trả, trả, trả cho hết cuộc đời. Chết rồi thôi, làm gì thôi, làm có gì. Cái chuyện mà trong lục đạo mà trả xong rồi thôi, trả không có thôi. Trong lục đạo trả xong món nợ này, trả món nợ khác, trả hoài, trả mãi. Trong lục đạo luân hồi trả hoài, chỉ có về tới thế giới cực lạc mới dứt, mới dứt nợ. Nên tất cả những người mà nói câu nói rằng tôi khổ vì chồng vì vợ, tôi sẽ trả, tôi sẽ trả tới chết rồi là thôi, không có thôi. Quý vị phải vui trả, nhưng quý vị phải niệm Phật. Quý vị phải có một cái pháp tu, mà pháp tu chuẩn nhất là chuyên niệm Phật, chuẩn nhất luôn đó. Nên những điều này mình mà nghe rồi quý vị thấy không, một mặt thì vui trả, một mặt thì pháp lạc, một mặt thì vui trả, một mặt thì phát triển pháp lạc. Tại sao chúng ta không sống gì? Ôi ơi, mình đi đến đây mình nghe như vậy rồi, cuộc đời của người mình nó đâu có đặt vấn đề giàu sang nhiều, mà chúng ta đặt vấn đề về đạo đức và tu hành nhiều. Chỉ cần mình có 3 buổi cơm thôi, 3 buổi cơm mình sống được rồi, chung chung thôi, con mình sẽ nỗ lực phát huy. Tại vì con mình thấy mình đâu có tiền bạc nhiều, nên con mình phải nỗ lực phát huy. Con mình sẽ được tiếp nhận giáo dục, và con mình sẽ trở thành một con người có đạo đức. Mà con mình có đạo đức thì con mình không có tệ. Chúng ta không cần phải dình giật tiền chi nhiều, hiểu không? Mình không cần dành giật tiền chi nhiều, mà mình chỉ cần có 3 buổi cơm mình sống ổn định, lai rai được rồi. Nhưng mà quý vị đã có phước, nó không có thiếu đâu. 100% quý vị có phước, quý vị sẽ không thiếu. Từ dư nó tăng lên dư dư dư. Phật đã dạy mà càng bố thí thì càng nhiều.
Thuyết pháp thì thông minh trí tuệ. Ăn chay phóng sanh sức khỏe tuổi thọ kéo dài là 100% rồi. Vậy quý vị hỏi lại, ồ tôi ăn chay nè, tôi ăn chay phóng sanh nè, mười mấy hai chục năm nay nè, mà sao tôi bệnh hoài à? Có những người, người ta sẽ đặt câu hỏi là tôi ăn chay phóng sanh nè, tôi cũng tu nè, tại sao tôi bệnh hoài? Người đó tôi thấy tu đó, ăn chay đó mà sao bệnh hoài à? Thì chúng ta nói rằng, tôi hỏi ông nè, 100 đời ông sát sanh, 100 đời nghe, mà 1 đời của ông 60 tuổi, mà 100 đời sát sanh, ông ăn chay phóng sanh mười mấy năm, ông tính với 100 đời sát sanh của ông đi rồi, ông tính đi ông biết. Cái phúc báo của ông tạo á, nó chưa có đột phá ra cái màn vô minh bị che lấp kia đâu, nên ông còn phải chịu cái khổ đau trả nợ này. Ông nói vậy thì khỏi trả luôn đi, khỏi trả thì ông đời đời kiếp kiếp ông luôn, ông không có cơ hội luôn. Bây giờ ông vui ông trả đi, rồi ông gầy dựng tính nguyện cho cực kỳ mạnh đi, cái loại đó ông không trả hết được, nhưng mà ông tính nguyện cho thật mạnh đi, một ý niệm cuối cùng của ông là ai với đạo Phật, Phật rước ông về thế giới cực lạc, nó không có cái nhân tố bên ngoài thì tự nó tiêu. Nên nói ở cái cõi này mà nói là tu để tiêu nghiệp sạch thành sanh giải thoát là kinh lắm, rất là kinh khủng, vì nó phải trải qua vô lượng kiếp của mình đã từng tạo nghiệp, nó phải trả từng đoạn nó trả hết. Ví dụ như người ta tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, đó là gì? Ba đại A Tăng tạo nghiệp, ba đại A Tăng tạo nghiệp. Bây giờ tu tạo ba đại A Tăng kỳ kiếp mà không có một kiếp nào thối chuyển hết. Trong ba đại A Tăng kỳ kiếp đó, kiếp nào cũng tu, mà mỗi kiếp trả và tu, kiếp sau tiếp tục trả và tu, cứ làm hoài, ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu. Kinh chưa? Quý vị thấy không? Nên cái pháp môn niệm Phật này thù thắng là ngay giữa bổ nguyện á, ngay cái chỗ tính nguyện á. Tại sao như Đức cứ gầy dựng tính nguyện hoài cho quý vị? Vì tính nguyện quý vị không bỏ Phật pháp, vì tính nguyện quý vị không bỏ tịnh độ. Quý vị cứ nghe văn tự giỏi cỡ nào vì cũng bỏ tịnh độ, chứ gì quý vị sẽ niệm Phật nhạt nhẽo. Có nhiều người nói, ôi sao mà thầy giảng tịnh độ cho con thích niệm Phật quá. Nhưng Đức nói tốt rồi đó, đúng rồi đó. Giảng tịnh độ mà thích niệm Phật là tốt rồi đó. Còn có người nói, thầy giảng tịnh độ người ta thích niệm Phật mà có miệng không có tâm. Nhưng Đức nói, có miệng không có tâm thì chuyện của nó, miệng nó niệm là tốt rồi. Còn hơn ông giảng cho có miệng có tâm mà nó không niệm. Ông tính đi. Bây giờ một tên đi chùa giả dối còn hơn là tên không đi chùa giả dối. Công nhận không quý vị? Nó đi chùa nó giả dối nó còn có cơ hội để tương lai sửa đổi. Còn cái tên giả dối không đi chùa, sao mày có cơ hội được sửa? Đạo Phật rất là từ bi quý vị à. Vì giảng làm sao mà người ta có cơ hội người ta được đi đến chùa kìa. Người ta có cơ hội người ta đi đến chùa thì từ từ mình uống nắng người ta. Một cái cây nó đã cong đồ này, nó quẹo đồ kia, nó cong đồ nọ, nó quẹo đồ nọ. Bây giờ quý vị cầm cái cây này từ cái đầu và cái gốc bị gịch nó một cái, quý vị chịu nổi không? Bây giờ những đứa hỏi quý vị là cái xương sống nó bao nhiêu năm chờ, nó cong gì nè. Bây giờ quý vị phải có thời gian từ từ quý vị cố gắng lại. Chứ làm gì quý vị nắm cái đầu và hai cái chân bị gịch đó một cái, gịch cái chắc gãy xương sống luôn mà chết. Nên chúng ta nó phải uống một con người, nó phải kiên nhẫn, kiên trì, phải cho người ta cơ hội. Phật, cơ hội mà Phật cho chúng sanh vô lượng kiếp kìa. Chứ đừng có nói mà gấp gáp một đời này. Mình là phàm phu làm được điều này hả? Hay dẫn người ta từ từ, còn bản thân mình cố gắng. Thấy chưa? Bản thân mình cố gắng. Nó có nhiều người nói, trời ơi gì đâu mà điều địa chung niệm thì giống hình chữ lộn à. Cái đó là ý nghĩ của mấy người nghĩ á. Ý nghĩ của mấy người nghĩ á, chứ tôi không nghĩ gì. Mấy người nghĩ chữ lộn thì nó là chữ lộn thôi. Tại vì mấy người không thích nó nên mấy người thấy nó là chữ lộn. Chứ nhiều người ta niệm ta khoái quá trời, đúng không? Giờ những đứa hỏi vị đây, cái điều địa chung bốn chữ ai thích đưa tay anh coi. Rồi để tay đi. Không thích tôi cho khỏi cho vô chùa.
nó thương người thương cả lối đi mà cái gì mà không thích. Nên từ nơi đó thì biết rằng á, nhiều người ta nói này kia tùm lum la, mà thật sự mà nói trong cái cuộc đời này, thí dụ 2000 người mình chia sẻ Phật pháp, ta ngồi nghe được, thì trong đó 2-3 người thì con số này quý vị thấy nó cũng cũng làm được mà, đúng không quý vị? Nhưng nếu quý vị chia sẻ Phật pháp mà trong 1000 người mà hết 600 người không chấp nhận, việc này suy nghĩ lại. Mà 600 người mà không chấp nhận chắc đứng lên chạy trốn luôn, quýnh mà te tu, đừng nói chuyện dẫn chờ. Không chấp nhận mà sao giảng. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng mình dẫn dắt cái người tu đừng có cao siêu quá. Cao siêu quá không có làm được, người ta sẽ bỏ đạo đó. Rồi quý vị đừng có nói những cái việc mà phải niệm sao nhất tâm gì, đừng có nói gì. Nhật Đức nghe một vị hòa thượng lớn này, ngài nói câu hay ghê. Ngài nói tôi nghe pháp nhiều người lắm mà tôi thấy tôi không có cơ hội niệm Phật giảng sanh đâu. Mà từ khi tôi nghe ngài Thiện Đạo Đại Sư ngài giảng, tự nhiên tôi thấy tôi có cơ hội. Nên nghĩa là nghe nhiều vị giảng cái cảnh giới mà nhất tâm nó sâu quá. Nên ngài nói cả tôi thấy tôi cũng có cơ hội. Tôi niệm Phật niệm tôi thấy tôi không có cơ hội. Nhưng mà ngài Thiện Đạo Đại Sư ngài nói là nhất tâm là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Còn không loạn là dù nghe cái gì cũng không dao động. Tôi thấy tôi làm được rồi đó. Chúng ta hãy nói cái mà phàm phu mình làm được đi. Hãy nói cái mà phàm phu mình làm được đi. Đúng không? Thí dụ như mình giảng sanh hạ phẩm cũng được. Ai mà đòi hỏi chi cho thượng phẩm? Thì quý vị muốn làm thượng phẩm thì làm. Thôi tôi chỉ cần hạ phẩm thôi. Hiểu chưa? Bây giờ ai muốn hạ phẩm đi theo tôi, đưa tay coi. Ôi được rồi, hạ phẩm được rồi. Hiểu không? Kệ qua sen nở từ từ gì đó mặc kệ, miễn ở trên cực lạc được rồi. Có bà kia bà nói, con nói thật sự với thầy, đừng nói hạ phẩm, biên địa nghi thành con cũng quái đó. Nói là lên biên địa nghi thành thì 500 năm không thấy Phật thôi. Ở cuối cùng cũng thành Phật, 500 năm không thấy Phật, không nghe được pháp. Nhưng mà ở trong đó cũng như ở trong hoàng cung cũng là bình yên tốt chứ có gì đâu. Biên địa nghi thành thì có nghĩa là đối với tịnh độ chịu tu, cũng siêng tu, nhưng mà có cái nghi. Mà cái nghi này của quý vị nó chỉ chiếm ưu thế là ví dụ như 10 phần ấy bị nghi chỉ có 2-3 phần thì quý vị mới sanh được biên địa nghi thành. Chứ quý vị mà nghi 80-90% đố mà cho quý vị vô nghi biên địa nghi thành có cửa đó đâu, hiểu không? Thế giới cực lạc đó, nó dẫn là có một cái giống như gọi là một phương tiện cho những con người nghi mà dẫn được gì đó. Nhưng mà cái thiệt thòi của họ 500 năm họ không thấy Phật, không nghe pháp. Nhưng quý vị phải nhớ cái 500 năm này không phải đơn giản đâu. Quý vị biết cái thời gian của mình và ở thế giới cực lạc, trời không thể nào nói được đâu quý vị ơi. Trời ơi, 500 năm của ở biên địa nghi thành á, nó không phải là số con số 500 năm của ở đất nước mình đâu. Bây giờ mình nói thí dụ như mình không hiểu thì mình nói cái số lượng của nó gấp khoảng 100 lần. 100 lần của 500 năm của đất nước mình. Con số nó vậy đó. Thì quý vị cứ coi từ đây tới thế giới cực lạc mà Phật nói rằng là 10 muôn ức cõi Phật, thì cái không gian di thứ nó xa vời quá. Nên từ nơi đó mà cái thời gian nó khác hoàn toàn. Quý vị biết rằng là cái quốc độ mình ở đây, thời gian và cái ở trong địa ngục nó khác dữ lắm. Nó khác đến mức mà cái người trong địa ngục vừa mới lên dương gian á, người ta vừa mới mừng cho người này lên dương gian cố gắng làm thiện nghe, giúp chúng tôi nghe, mà lên đây cái phái vui chơi, phái ăn nhậu một chút xíu à, là tự nhiên thấy quay lại địa ngục. Nó nói tại vì mới lên quay lại rồi. Vậy mà 70-80 năm á, mới lên quay lại rồi 70-80 năm á, thì coi kinh chưa. Nó tại vì cái thời gian trong địa ngục nó quá khổ nên thời gian nó quá lâu. Như quý vị mà ngồi mà vui vậy, quý vị thấy thời gian nó mau. Nhưng mà nếu mà nó mát chút nữa còn mau nữa. Hiểu không? Quý vị biết rằng quý vị chân quý khi ngồi nghe chia sẻ Phật pháp gì, quý vị thấy mừng lắm. Trong lòng mình thấy mừng, dù mình ngồi đây mình có thể đau chân, nóng một chút, nhưng mà mình biết rằng vẫn có quang minh phổ chiếu đang chùm mình. Thật sự mà nói,
Không có quang minh phổ chiếu là khó phát tâm từ bi giảng pháp lắm. Sao mà giảng được hoài? Nó không vui sao giảng? Hiểu không? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói khi vị sanh về cực lạc đó, thí dụ như quý vị muốn ở thế giới cực lạc thì ở, nhưng nếu quý vị có cái nguyện đi độ sanh thì quý vị sẽ có chiếc áo giáp bặn vào. Chiếc áo giáp này là cái gì quý vị không? Là nó ngăn chặn được tất cả những cái tham sân si mà đột phá vào tâm quý vị được. Nó không có bị thối chuyển luôn, là quý vị có thể đi độ sanh. Đi độ sanh. Nhưng mà con người đó rất thích thuyết pháp. Người đó rất thích thuyết pháp, rất thích tán thán bổn nguyện Di Đà. Họ rất thích thuyết pháp luôn. Họ nghĩa là họ đi đâu họ cũng sẽ nói pháp hết, chứ họ không có bao giờ ngại miệng. Họ sẽ rất thích thuyết pháp. Khi vị về tới cực lạc rồi, quý vị sẽ đi đến đâu quý vị sẽ rất thích thuyết pháp, mà rất thuyết pháp rất là hay. À, cái khả năng đó đó cao lắm. Họ đi thuyết pháp rất là giỏi. Nên từ nơi đó mà mình về cực lạc là tuyệt lắm, đặc biệt lắm. Nên quý vị biết rằng là mình đi về tới thế giới cực lạc đó, thì ví dụ như mình muốn nhảy vào địa ngục thì mình nhảy vào không ăn thua gì với mình đâu. Cái trong cái cảnh giới nào của súc sanh mình cũng vô được, trong cái cảnh giới nào quỷ đạo mình cũng vô được hết. Thật sự mà nói bây giờ trong cái cảnh giới mà tất cả những con trùng nằm trong cái phân đi chăng nữa, mình vô cảnh giới đó cũng như là cái cảnh giới của Bồ Tát, nó không có cái gì mà trở ngại đối với mình. Như thí dụ như phàm phu của mình đi đến cái chỗ đó, mình thấy cái nơi đó quang cảnh hôi thối, nhưng mà Đức Phật bước đến cảnh giới đó là cảnh giới đó là vàng ròng, nó không phải là cảnh giới hôi thối. Vì biết rằng cái cảnh giới hôi thối là do cái tâm của mình mà nó sanh cái cảnh đó thôi. Chứ thật sự thì cái mặt đất này nó vẫn là vàng ròng đối với tâm của Phật. Có nghĩa là tâm của Phật và Phật ở đâu là nơi đó vàng ròng, nơi đó. Nơi đó là toàn là những quả quang cảnh tốt hết. Quang cảnh tốt như ngài Hư Văn Hòa Thượng. Một năm giờ ngài mới tắm một lần. Hư Văn Hòa Thượng một năm giờ mới tắm một lần. Quý vị biết rằng là cái đức hạnh của ngài nghe, ngài đi đến cái nơi đó cái cây sắp chết đó mà ngài đến cái cây nó chỗ bông ra. Ngài đi đến nơi đó hoa nở quá trời luôn. Chim hót líu lo hết trơn, vậy đó. Người đức hạnh đi đến đâu là vậy đó. Người ta cảm thấy bình an rồi, gọi là con người rồi động vật rồi thực vật rồi khoáng vật nó đều có được cái sự cảm thọ hết. Vì phải nhớ là tình dữ vô tình đồng viên chủng chí. Nếu như cái tâm thiện từ bi mà áp vào hết á, thì tất cả con người, thực vật, khoáng vật và động vật nó đều có sự cảm thọ hết. Nó hưởng được cái sự an lạc bình an hết. Những đức nó bảo đảm 100% quý vị về đây quý vị có cái bình an đó. Chắc chắn luôn á. Quý vị có cái bình an quý vị mới thích về đây nè. Là tại sao quý vị biết không? Trong cái tâm trạng của những đức không có nghĩ ngợi rằng những đức có thể xin xỏi quý vị một cái gì hoặc làm phiền quý vị một cái gì hết. Những đức chỉ mong làm sao quý vị về đây quý vị có niềm vui thôi. Rồi mình làm cái gì thì mình nêu lên là cái đó là chúng ta cùng làm. Còn nếu mà không làm không có một cái vấn đề gì quý vị phải bận tâm cả. Quý vị không bị một cái áp lực gì đối với quý vị cả. Những gì những đức làm được, có được nhiều thì làm nhiều, có được ít thì làm ít, không có là thôi. Chứ mình không có đặt vấn đề nặng nề đối với một Phật tử nào cả. Nên tất cả quý vị đi về đây, có những người đến đây quen những đức lâu quá trời luôn. Quý vị thấy có bao giờ những đức làm một Phật sự gì mà những đức điện thoại cho quý vị nói rằng những đức đang làm chuyện đó đó. Cô cố gắng, cô đi quyên góp, cô đi rủ ren, cô kiếm tiền, cô phụ những đức người ta. Đó không phải là kêu trực diện cô đâu, mà cô đi tại vì cô có được cái duyên đó, cô làm việc đó. Không, mà do các cô thấy rằng thầy làm, mình chung tay với thầy để làm. Nhưng những đức không có áp lực gì diễn với cô cả. Quý vị biết rằng là những đức là cái người tu mà những đức sống về cái mặt nghiêng về sống tư tưởng cái người, con người sống thế gian quý vị. Quý vị biết rằng là có một sư cô đến gặp những đức, thầy con xin cúng dường thầy cái bao thư. Những đức nói mình là người tu mà, cô để đi xe đi. Những đức ở chỗ không cần đi xe, còn cô để túi đi xe nghe, nhận cái tâm cô là được rồi đó. Cô nhìn những đức chăng chăng vậy đó. Cô thấy tại vì mình là người tu nha, mà mình đây những đức thấy rằng mình cũng có cơm ăn áo bạn rồi người ta thì không biết làm sao, thôi mình là người tu nha, mà thôi cô bỏ để túi. Còn có những bà cụ già nha quý vị, bà gặp các người khác cúng dường, bà tội nghiệp, bà đâu có dự định cúng dường, cái xong bà thấy người ta cúng dường vậy bà mới quay qua một bên, thấy bà moi tiền trong túi ra, rồi bà thấy điếm những đứa để ý xong những đứa thấy bà điếm bà kiếm tiền 50 ngàn bà cúng, bà vừa đưa cái những đứa nói cụ, những đứa nhận tấm lòng của cụ nghe, bây giờ những đứa tặng lại cho cụ để dành đi xe đến đây tu. Người ta sẽ cảm thấy rất là ấn tượng với mình quý vị à.
rất là ấn tượng đẹp với mình luôn. Đó là cái điều những Đức nói rằng chúng ta đừng nên làm phiền nhau. Chuyện gia đình quý vị những Đức cũng không hiểu nổi nữa. Nên giống như có một cái cô này, cô thường đi đến chùa cũng thích cúng dường, những Đức nói nè, cố gắng niệm Phật, tiền nó để nuôi con đi. Tại vì mấy đứa con lo cho nó, để dành nuôi con đi. Những Đức xây sở được. Chắc chắn quý vị ít có ông thầy nào mà nói những cái câu nói đó với một Phật tử chứ quý vị. Mình nghĩ rằng nếu đặt mình vào người ta, người mình cũng sẽ lo lắm. Nên thôi mình lo được cái chuyện của mình được nhiều người cũng chung tay với mình, thôi mình cũng chưa đến nỗi khổ quá. Thôi bây giờ những Đức tiếp nhận cái tâm của cô đó, những Đức mong cô cố gắng niệm Phật là được rồi. Đó, cái này là 100% luôn. Nên chúng ta đến với nhau là trong cái cuộc đời này đã khổ quá, đừng có tạo áp lực gì cho nhau. Nên quý vị đi về chùa mình, quý vị sẽ không có một cái áp lực gì đối với quý vị cả. Có người hỏi những Đức rằng nhận người lo cả đời có nhận tiền hay không? Trả lời đúng một câu cho quý vị, gọn nhất luôn, không. Trong tâm tư những Đức trước ngôi tam bảo 100% luôn, những Đức khi nuôi một bà cụ già, mà đến khi cuối cùng mà bà cụ đó được đưa lên đài quả táng xong hoàn tất hết trơn, những Đức trong lòng cực kỳ vui. Đây là thật lòng 100% luôn. Trước ngôi tam bảo, đó là một cụ già nào vô chùa mình được ở, mà ở đến khi cuối đời bà cụ ra đi, những Đức lo hết hoàn toàn hết luôn, mà cụ đó được đưa lên đài quả táng xong hết trơn hoàn tất, những Đức cảm thấy mừng cho một đời người. Còn cái chuyện mà kêu những Đức phải làm sao cho bà cụ này giảng sanh thì cái chuyện đó đầu hàng. Vì chuyện đó là chuyện của cụ, không phải chuyện của những Đức. Những Đức chỉ là người nhiệt tình hết mình, những Đức hướng dẫn khuyên cụ niệm Phật. Mà cụ buông được bao nhiêu đó là chuyện thành tựu của cụ. Những Đức không có bắt buộc cụ được cái chuyện này. Miễn mà những Đức nuôi con người mà người ta vui, người ta sống tốt, mập mạp, sáng sủa, vui vẻ, đó là một đời sống nhân sinh, cũng cảm thấy mừng lắm rồi. Đừng nên đòi hỏi những Đức cao quá. Cả Phật làm việc này cũng khó lắm quý vị à. Tại vì Phật chỉ là chỉ dạy, chứ làm sao Phật bắt buộc quý vị phải giải thoát. Không chỉ là một chúng sanh tạo tội nghiệp ngoài đời quá nhiều, mà vô tới trong đây thời gian chỉ có mấy năm là ra đi rồi. Trên là thời gian quá nhiều. Nên từ nơi đó mình cảm thấy người ta mừng khi được sống trong ngôi tam bảo, vui được sống trong tam bảo, mạch mạp, sáng sủa. Điều đó mình cũng cảm thấy mình nuôi một con người trồng thiện căn với người ta như vậy cũng là mừng quá rồi. Đúng không? Nó nên á, có một cô có đến chùa của tu, khi mà cổ vô mà tắm có một bà cụ, mà bắt vợ cô cũng thiếu duyên. Thường các cụ mình mắc cụ nào cũng mềm ẹo à, mà tự nhiên ngay bà cụ đó bà hơi cứng cái chân một chút. Vậy đó mà bà đi hỏi thầy ơi, hỏi người khác, thầy ơi bây giờ có người mà mắc trong chùa đó gì, ông thầy đó nuôi nhiều người già lắm, nhưng mà có bà cụ đó bà mắc mà người cứng vậy, mà ông thầy ông nói là cứng cũng giảng sanh, mềm cũng giảng sanh, ăn cái quan trọng là tín nguyện niệm Phật thì chắc chắn là giảng sanh. Quý vị cha vào 48 lời nguyện, lời của tổ có phải tín nguyện là giảng sanh không? Đại sư Ngẫu Ích ngày nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Còn 48 lời nguyện, nguyện tới 18 là nói chí tâm tin ưa, chứ có nói cái câu là mềm mới giảng sanh không? Đúng không? Phải chi mà tổ sư nói á, người này tín nguyện niệm Phật nhất định giảng sanh, nhưng họ phải mềm mại và có xá lợi mới giảng sanh. Thì vì những Đức nói sai. Còn người ta đã không nói điều đó, người ta nói chỉ cần là chí tâm tin ưa, đến khi cuối đời niệm từ một niệm đến 10 niệm thì Phật rước về cực lạc. Quý vị tại sao không cho người ta cơ hội đi? Sao không cho nhiều người ta cơ hội đi? Còn người ta giảng sanh đi đâu là cái chuyện của người ta. Quý vị, chúng ta là cặp mắt phàm phu có ai biết được không? Chúng ta mọi người không có biết người ta đi đâu hết trơn á. Chúng ta chỉ là suy đoán thôi. Chừng nào mình đi đâu mình sẽ biết. Mình sẽ biết mình nè. Hiểu chưa? Nó như vậy đó. Mà ở đây không hỏi Nhân Đức mà đi hỏi người nào. Bữa đó Nhân Đức nói một câu, từ hôm nay mà vô tôi gặp mặt là biết tay, trốn tới giờ luôn. Mà Nhân Đức nói vậy thôi, Nhân Đức không có cần biết mặt chi đâu, nói vui vậy thôi, muốn đến tu bình thường thôi, chứ Nhân Đức không có nói gì đâu. Nhưng mà Nhân Đức bữa đó có nói một câu là à, đến đây đi, tôi gặp mặt là biết tay với tôi, đến đây tu hoài mà đi hỏi người này người kia. Tại vì vô chùa nhiều người già được ở,
Trong khi các cụ 80 tuổi, 60 mấy năm ngoài đời, 70 mấy năm ngoài đời, vô đây chỉ có 2-3 năm thôi các cụ đi vậy đó mà mình đòi hỏi quá cao. Trong khi các cụ mà ra đi mà được hộ niệm, được đàng hoàng vậy là phước báo cụ cũng lớn dữ lắm rồi. Đòi hỏi cao gì dữ vậy? Hiểu không? Đó, nên những điều như Đức chia sẻ, quý vị thấy không? Có người mình thoải mái. Bây giờ quý vị đừng có đòi hỏi người ta. Mình nè. Mình nè. Đúng không? Tới nào nàng hay chàng đi đâu, nàng chàng biết. Ngon về báo mộng như tôi biết. Hay không về nói thầy ơi, cảm ơn thầy hướng dẫn, con đi rồi. Chắc chắn quý vị trong mơ như Đức sẽ hỏi bị đi đâu. Dạ con đi về cực lạc rồi thầy. Tốt, tốt. Chúc mừng. Điều đó là đặc biệt quá. Nên từ nơi đó, mỗi một con người mình á, nhân viên khác nhau, chúng ta đừng nên đòi hỏi cao nữa. Chung chung thôi là được rồi. Đó nên á, tất cả những người chúng ta được cái duyên gặp những ngôi chùa gì, nhất là các cụ lớn tuổi á, coi sắp xếp đi. Sắp xếp đi. Bây giờ những Đức khuyên các cụ nè, các cụ hãy suy nghĩ cho thật là kỹ nè. Gác tay lên trán suy nghĩ không ra thì gác chân lên trán. Phải gác lên trán để suy nghĩ cho thật là kỹ nè các cụ. Bây giờ các cụ hãy phân tích cho thật là kỹ, con cái các cụ có lo được cho các cụ về cái chuyện mà cuối đời nó hộ niệm được hay không. Hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Mình có thể để của cải vật chất để hết lại cho nó đó, nhưng mà các cụ hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Đừng có bao giờ bị một hai câu là mẹ ơi mẹ đi như vậy người ta sẽ nói con như vậy. Rồi như vậy thì con cái sẽ không có hiếu với con sau này. Đây là tâm nguyện của mẹ cha muốn đi tu, chứ không phải con hắt hủi mẹ cha. Hiểu chưa? Con hắt hủi mẹ cha thì con mang cái tội bất hiếu này. Nhưng con không có hắt hủi mẹ cha, mà mẹ và cha có tâm nguyện này, con phải chiều. Các con đàng hoàng đưa mẹ cha đến: thầy ơi, mẹ cha con rất là muốn ở trong chùa. Con á, làm con nhưng thật sự muốn hiếu với mẹ cha lắm thầy. Nhưng mà thầy biết cái công việc xã hội bây giờ, con lo cho một gia đình con mà có khi con không có thời gian với mẹ cha con nhiều. Con vẫn biết điều đó, con có lỗi với mẹ cha con. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ tạo ra rồi, mà con mình bây giờ bên cha mẹ, bên con cái, con không biết sao mà tròn vẹn hết. Nên từ nơi đó mà giờ mẹ con có cũng có cái nguyện đi vô chùa ở đây để thầy lo. Thật sự con đưa mẹ cha con vô đây, bây giờ hoàn toàn thầy lo giùm. Rồi sau này cha mẹ con trăm tuổi già, hoàn toàn con nghe lời thầy, con không có dám cái gì mà chống trả hoặc là nói cái gì ngược lại cái kiểu sắp xếp của thầy đâu. Nên con đưa mẹ cha con vô đây. Rồi quý vị làm con mà vậy thì thôi, hay gì đâu vậy. Quá hay. Chúng ta con người nên sống xác thực một chút đi quý vị. Nên xác thực một chút đi. Tại sao mình còn cái ngã của mình chút để làm cho mẹ cha mình đau khổ không chi vậy? Một hai người chăm chích nói mình nói thẳng câu gì nè: đúng rồi, tôi sao lo bằng mấy thầy. Mấy thầy là chuyên nuôi người già mà tôi đâu phải là chuyên nuôi người già đâu. Hiểu chưa? Tuy là mẹ cha tôi mà tôi nói thật với anh, nghề của tôi không phải là nghề nuôi người già. Mà mẹ cha tôi sanh tôi cũng không phải dạy tôi nuôi người già nữa. Nên tôi không thể nào nuôi người già bằng thầy. Nên tôi phải chọn một cái chỗ cho mẹ cha tôi được nuôi ngon hơn ở với tôi. Anh nói tôi đúng rồi, tôi không nuôi cha mẹ tôi, đó là cái chuyện của tôi, nhưng tự tâm tôi biết được. Đúng không? Nhưng tôi khuyên anh, nếu mẹ cha anh mà muốn đi vô ngôi chùa đó, anh nên giúp cho cha mẹ anh vô ngôi chùa đó đi. Chắc chắn mình sẽ không làm bằng thầy. Trong lòng của mình rất muốn mẹ cha mình tốt, an lạc, vui vẻ, hạnh phúc. Nếu cha mẹ mình muốn, mình giúp đỡ cho cha mẹ mình dưới cái tâm nguyện của cha mẹ mình. Mình bị người ta chăm chích một hai câu thôi, không được đi nghe. Đi là người ta nói con vậy đó. Nói con người ta dị nghị con cái này kia được. Kỳ quá. Chúng ta nên sống cho nó xác thực chút đi. Mình xác thực chút cũng không ai nói được mình. Mình xác thực chút cũng không ai nói được mình. Giống như những Đức nói, có bao giờ những Đức nói chuyện miệng lưỡi khéo léo đâu. Có bao giờ những Đức nói khéo léo đâu. Những Đức vô duyên mà. Nên những Đức chấp nhận vậy rồi, nên những Đức lỡ nói cái gì mà hơi sai quấy thông cảm.
Nó đâu có nói nó khéo léo đâu. Và hồi đó giờ quý vị biết nhà Đức có bao giờ quý vị nghe nhà Đức nói nhà Đức oai nghi không? Chưa từng nghe nghe nói là tôi có oai nghi đúng không? Thì tôi đã không có oai nghi thì tôi không có oai nghi thì nói làm gì? Thì biết thì sao mà tới công ngày an lạc không quý vị? Tại vì ngày vượt qua văn tử. Bây giờ như Đức hỏi quý vị là quý vị đi hai hàng. Quý vị sanh ra đời là đi hai hàng. Bây giờ quý vị có sửa lại hàng rưỡi thì cũng khó chịu. Hãy đi hai hàng đi. Tại vì mình sinh ra đời là đi hai hàng. Thì quý vị bó buộc quý vị lại một hàng rưỡi thì rất là khổ. Hiểu không? Hãy sống với những cái mà mình đang hiện hữu đi. Hiểu không? Ta nói bà đi gì mà xấu hai hàng. Sao mà xấu được chị? Chị mấy hàng? Tôi một hàng. Tôi hỏi chị một hàng với hai hàng cái nào hơn nhau? Hiểu không? Giống như có cái bà kia bà có một chồng. Cái bà kia bà có năm chồng. Cái bà có một chồng bà chê cười bà kia dùng cái thứ đàn bà gì đâu hư hỏng. Đàn bà gì đâu mà sống năm chồng. Bà này bà học Phật bà nói một câu: bộ không có năm chồng như tôi tức sao? Kìa cứng đơ luôn. Không. Có nghĩa là bà chấp nhận bà có năm chồng. Bà chấp nhận bà có năm chồng, ai nói bà cũng không quan trọng. Bà có năm chồng đó là số phận của bà năm chồng. Còn mình có một chồng là số phận mình một chồng. Bây giờ quý vị có một chồng, quý vị muốn năm chồng cũng không được. Quý vị có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà số phận quý vị chỉ có một người trong cuộc đời quý vị, thì nó chỉ có một người thôi. Nhân Đức á, hồi xưa đi làm thấy rõ ràng ông chủ ông phong độ cao ráo đẹp trai ghê luôn, nhưng ông chỉ có một vợ và ông rất sợ vợ. Còn cái thằng làm công cho ông nó lùng ten luôn. Lùng ten mà còn xấu nữa. Như vậy mà nó có 4 vợ. Ông chủ lỡ nói câu gì nè: mày làm công mà tao thấy mày hơi bị lướt qua mặt chủ đó nghe. Lướt qua mặt chủ đó. Mày thấy tao không có một người thôi mà tao còn cực khổ với nó vậy đó. Mà mày làm công mày làm lương được bao nhiêu mà mày có 4 người? Thì cái thằng làm công nó nói: thì có bao nhiêu trang trải bao nhiêu thôi. Ghê không? Có bao nhiêu thì trang trải bao nhiêu thôi. Thì anh cũng thấy rõ ràng rồi, mỗi năm em dẫn là đi về quê ăn Tết. Thì mỗi năm anh cũng đi ăn Tết. Thì ăn Tết xong về anh cũng đi làm, tôi cũng đi làm. Thì có sao trang trải sao, miễn người ta chịu thì điều đó là được rồi. Anh không được như vậy thì anh hãy chấp nhận cái của anh đi. Anh đừng bao giờ nói anh chủ là anh hơn. Hơn cái gì hơn những cái thứ đó là duyên. Bây giờ mình học Phật mà nói là những thứ đó là duyên. Vậy thì sao? Bản thân của mình trong mọi nhân duyên, chúng ta nên tạo duyên tu. Tạo duyên tu. Những cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, chúng ta hãy tạo duyên tu đi quý vị. Ví dụ như ngồi trong đây có những cô cũng đâu phải một chồng đâu. Đó. Đâu phải có những cô có một chồng đâu. Quý vị nhớ khi quý vị có chồng rồi, quý vị đã từng có người yêu lúc trước, cũng chưa chắc quý vị đã từng là một người con gái gọn ghẻ nữa. Đúng không? Thì tính mỗi một người vậy là một chồng đi. Thì trong cuộc đời của những cô trong đây, quý cô cũng có mấy người chứ giỡn đâu. Đâu phải cô nào chỉ cũng có một người đâu. Hiểu không? Nhưng khi người ta có một người, người ta sẽ rất hãnh diện với cuộc đời người phụ nữ của người ta. Người ta sẽ cảm thấy rất hãnh diện. Tại vì sao? Cuộc đời người ta chỉ có một người đàn ông trong đời người ta thôi. Điều đó là đúng nhất. Hiểu không quý vị? Điều đó là đúng nhất thôi. Còn nếu như mình đã từng trải qua những giây phút vậy rồi thì bây giờ mình hãy quy về học Phật thôi. Những vĩ vãng đã qua cho nó qua đi. Vĩ vãng qua rồi chớ vắng vương.
Tương lai chưa đến chớ lo lường. Hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Những vị vãng qua cho qua đi. Bây giờ niệm Phật là kiết tường nè, niệm Phật là an lạc nè. Và bây giờ mình học Phật rồi, những người chưa có như vậy thì đừng nên làm như vậy. Những người đã như vậy rồi thì gói gọn lại, đưa nó ra biển cả mênh mông hết đi. Công nhận Phật pháp hay thiệt nghe quý vị. Tuyệt vời, quá đặc biệt. Như vậy thì nói tóm lại là Phật pháp đúng là một cơn mưa bình đẳng. Cây cao, cây lùn, cây thấp, mầm non, đại địa đều hưởng hết. Đều hưởng hết trơn rồi. Vậy thì quý vị hỏi lại, hạng người nào học Phật được thầy? Không có hạng người nào mà không học Phật được hết chứ. Cái giáo pháp Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Có rất là nhiều người, người ta phân tách về tôn giáo, phân tách về chủng loại của con người trong thời Đức Phật còn tại thế. Cái đất nước Ấn Độ là một đất nước cực kỳ lớn. Có nghĩa là Ấn Độ, đất nước họ còn lớn hơn Trung Quốc nữa. Thì quý vị biết rằng là cái nền văn hóa của Ấn Độ là rất sâu xa. Về đạo Bà La Môn là trước thời Đức Phật khoảng 5.000 năm là người ta đã có rồi, cái đạo Bà La Môn rồi. Nhưng mà cái năng lực của con người thờ đó, đất nước Ấn Độ người ta có thể tu thiền, trong khi chưa có Phật giáo xuất hiện, mà người ta tu thiền người ta có thể đạt đến tầng trời thứ 7. Hiểu không? Sắc giới thiền. Người ta đạt đến tầng trời sắc giới thiền. Quý vị phải nhớ rằng họ đạt đến từng giờ sắc giới thiên, và có những người tu đạt đến từng giờ vô sắc giới thiên luôn. Họ chỉ đi đến cái khả năng của từng giờ thứ 8 luôn quý vị. Từng giờ thứ 7 và họ đi tới từng giờ thứ 8 luôn. Mà trong khi chưa có Phật giáo ra đời, họ đã đi đến từng giờ thứ 8. Trong khi thời cuộc đó là không có một đất nước nào mà con người ta có thể tu thiền định mà đạt đến từng giờ thứ 7, thứ 5 gì hết chứ. Vậy mà đất nước Ấn Độ đã có người tu đạt đến từng giờ thứ 8 trong khi chưa có Phật giáo. Quý vị hỏi vì sao mà Đức Phật ra đời mà không ra đời ở đất nước khác, mà lại ra đời ở đất nước Ấn Độ, không đến đất nước Trung Quốc ra đời mà đi ra đời ở đất nước Ấn Độ? Vì thời đó đất nước Ấn Độ có người tu thiền đạt đến tầng trời thứ 8. Họ muốn đột phá ra khỏi tầng trời thứ 8 để siêu vượt tam giới, để họ chứng quả, nhưng họ không có khả năng. Hiểu chưa? Họ không có khả năng đó. Họ không có khả năng đó thì Đức Phật mới thị hiện đến đó để dạy họ để vượt qua tầng trời thứ 8, để chứng quả A-la-hán. Đó thì coi, nên Đức Phật mới đi đến đó thì hiện ở đất nước Ấn Độ. Mà với thêm nữa là họ quá giỏi, nhưng họ lại phân tách về tôn giáo. Con người nó bị đàn áp về chủng loại, và con người nó là phân ra từng giai cấp sang hèn. Nó có người quá khổ cực phân ra giai cấp. Quý vị biết rằng Đức Phật ra đời là thu gom lại hết, tất cả các giai cấp nào đều vô học đạo của Đức Phật được hết. Trong khi thí dụ như Bà La Môn giáo, người ta học kinh Vệ Đà thì người ta có thể với một cái loại dạng nào người ta học thôi, chứ không phải là nghèo nàn đều học được hết. Nó không tách ra, nó không cho học. Nó thí dụ như sách Đế Lị thì dòng tộc của vua chúa thì đó chỉ có dòng tộc của vua chúa ở trong cái dòng tộc đó thôi. Còn dòng tộc hạ lị thấp nhất thì họ là cái dòng tộc mà gọi là giống nô lệ, là họ phải khổ đau cung cực, họ phải gọi là phục dịch cho những cái người dòng tộc cao. Khi họ dòng tộc cao đi ngang vị trí nào, họ không được đi ngang con đường đó, nên họ phải chịu làm một con người nô lệ. Họ đi họ bằng một chiếc áo giống như một cây chổi sau lưng, họ đi ngang chỗ nào là giống như họ phải quét cho sạch cái đoạn đường mà họ đã đi qua để cho những con người dòng tộc cao đi ngang chỗ đó. Kinh khủng không? Quý vị coi, họ đi họ phải để một cái hố, cái thố kế bên. Khạc nhổ họ phải khạc vô trong đó, không được nhổ nước miếng xuống đất. Họ phải chịu một cái lối sống gọi là nô lệ. Trong khi họ dẫn với con người đó là một loại tiếng nói đó nha, nhưng mà họ phân tách ra chủng tộc như vậy đó quý vị. Đức Phật đến thu gom lại hết hoàn toàn, và cho những người hạ cấp nhất vào giáo đoàn của Phật, phá đi cái quy tắc mà gọi là phân biệt chủng tộc. Chỉ có Đức Phật mới làm được điều đó. Hiểu chưa? Nên những người thị hiện trong những cái dạng gọi là hạ cấp, như Ubali là hạ cấp cạo đầu, vậy mà dẫn ở trong giáo đoàn của Phật là tu hành chứng quả. Đi coi,
để cho trong cái thời cuộc đó họ thấy rõ ràng rằng là người hạ cấp vẫn tu hành chứng quả. Nên cái giáo pháp của Phật là hạng người nào cũng tu hành được. Chứ nếu như quý vị còn phân tách ra là người tu không được là trở ngại. Thí dụ như bà Liên Hoa Sắc, bà là kỹ nữ, bà là kỹ nữ nghe, nhưng mà bà khi quay đầu là bà tu hành chứng quả, bà đạt được thần thông đệ nhất là bên nữ đó. Vô Não là một người sát nhân giết người vô cùng nhiều, nhưng mà khi quay đầu rồi, ông quay đầu 100%, ông đi ra đường khắc thực, người ta cầm cây cầm đất, người ta liền ông cỡ nào liền ông nhịn hết, ông cũng chứng quả. Còn người mà khờ dại nhất là Châu Lợi Bằng Đà, là khờ nhất luôn. Có nghĩa là Phật dạy cho một câu kệ, sư huynh dạy một câu kệ, không bao giờ Châu Lợi Bằng Đà đọc thuộc một câu kệ luôn. Một câu kệ ngắn đọc hoài đọc cũng không thuộc luôn. Nói là người anh nói là quá khờ dại, đi về đi, đuổi ông về. Ông khóc, ông buồn. Đức Phật đi về hỏi, tại sao con ngồi đây con khóc? Nói là con ngu quá, học một bài kệ mà vậy anh dạy hoài mà học không được, nên anh kêu con đi về đi, mà con muốn ở trong tăng đoàn của Phật. Đức Phật nói được rồi, con cứ ở đây quét lá cây xung quanh cái cốc của ta, nghe không? Ta dạy cho đúng câu kệ này ngắn nhất này: quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Cứ quét hoài đi rồi quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Chỉ có đúng một câu vậy thôi đó mà ông chứng quả A-la-hán đó quý vị. Quét bụi trừ bẩn. Ông quét giết rồi tự nhiên ông khai ngộ luôn. Tự nhiên ông nói rằng là Đức Phật cho ta cây chổi, kêu ta quét bụi trừ bẩn. Có nghĩa là ta quét những cái bụi bên ngoài, ta quét bụi bên ngoài, ta quét bụi bên ngoài. Và từ từ phải quét luôn cái bụi trong tâm ta. Ta ngu si là vì cái bụi trong tâm là che mờ lý trí của ta. Nên bụi trong tâm là đáng sợ hơn bụi bên ngoài. Bụi tham sân si đó là bụi kinh khủng nhất. Nên Phật kêu ta quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Có nghĩa là quét trong tâm ta ra, quét những thứ bụi tham sân si, những cái ngu si đó ra hết đi, quét với chứng quả A-la-hán luôn. Quét bụi trừ bẩn. Tới đời chúng ta A-di-đà Phật là quét bụi trừ bẩn, không? A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác. Chữ giác ngộ là quét bụi trừ bẩn chứ gì. Mà quét bụi trừ bẩn của cái tâm ta, cái tâm đố kỵ, cái tâm hơn thua, cái tâm tranh giành, cái tâm mà không vừa lòng, không vừa ý, quét cái tâm đó ra thì chứng quả. Nhưng mà là do gì mình đời này mình được Phật tiếp dẫn là gì? Cái căn tính của chúng ta bây giờ là phải căn Phật tiếp dẫn chứ mình không chứng quả. Thờ Đức Phật là người ta quét bụi trừ bẩn chứng quả luôn trong thờ đó. Nên quý vị thấy không, có mỗi căn tính hết trơn để thị hiện. Như vậy thì trong cái giáo đoàn của Phật, trong cái giáo pháp của Phật, thì hạng người nào cũng có thể tu hành chứng quả, chỉ cần chịu tu thì sẽ chứng quả. Nhưng mỗi một cách chứng quả khác nhau, nhưng đều chứng quả. Nên từ nơi đó chúng ta được gặp giáo pháp của Phật. Đúng là Đức Phật nói câu: được thân người khó được, gặp Phật pháp khó gặp. Bây giờ hai thứ này khó, đã gặp rồi còn buồn gì nữa. Buồn gì nữa giờ? Không có buồn nữa nghe. Từ hôm nay không có buồn nữa. Không có khóc nữa. Khóc là cảm thấy mừng quá mà khóc. Quá mừng mà khóc á. Chứ không có khóc gì đau lòng, tuổi thân gì chứ á. Nhớ nè, tuổi thân không có cần tuổi thân. Buồn khổ không có cần buồn khổ. Số mệnh như thế nào là gieo nhân là gặp quả. Buồn chi, trách chi, thấy không? Nghèo mà đi nhìn người giàu không mà để khổ, mệt ghê. Cầm chiếc xe đạp đi mà cứ nhìn chiếc xe hơi người ta hoài, khổ là như vậy á. Phải chi mà mình thấy chiếc xe đạp mình đi nó thoáng, hưởng được không khí trời đất ngon lành hơn. Còn xe hơi đi thì bích bùng, xài máy lạnh có khi nó còn có chuyện bệnh hoạn. Nghĩ vậy thì mỗi người ai cũng thích chân, hiểu không? Đó. Chứ đừng có bao giờ mình có chiếc xe đạp mà cứ nhìn chiếc xe hơi. Mình đã có vợ rồi mà đi nhìn vợ người ta làm chi? Nhiều người bị bệnh này nè. Bị bệnh là vợ của mình không chịu nhìn ưu điểm đâu. Mà mình nhìn hết rồi cái tự nhiên mình thấy khuyết điểm. Mà vợ người ta cái mình đi nhìn ưu điểm. Cái này mới là tào lao. Chồng mình thì mình nhìn ưu điểm của chồng mình. Vợ người ta thì mình đừng có nhìn, mình nhìn ưu điểm của vợ mình nè. Tuy là nó lùn đi chăng nữa, nó vẫn có ưu điểm của nó. Vì nó là vợ của mình, tại sao mình không cho nó là ưu điểm? Nên chúng ta bỏ nhau chỉ có cái là chúng ta thấy khuyết điểm của nhau thôi à. Chứ nếu như mà mình nhìn ưu điểm của nhau thì mình không có bỏ nhau đâu quý vị à. Sao bỏ nhau được?
hiểu không? À, Phật pháp nghe sao thích quá. À, nên đó ngồi mà có khi cũng say đắm chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Có những người thì ngồi nó cũng là say đắm tỉnh táo, nhưng có những người ngồi mà say đắm cũng cũng gọi là ru đi vào mộng đó. À, thật sự mà nói cõi đời này là mộng, thật hư đều là mộng, thiệt giả cũng là mộng, cuối cùng đều là mộng. Cuối cùng đều là mộng hết quý vị à. Nó thí dụ như mà mình nhớ A Di Đà Phật, mình nhớ thế giới Cực Lạc đó quý vị, cái mộng quý vị đẹp lắm. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ nè, bây giờ chúng ta ngủ một giấc ngủ say, chúng ta thấy mình đang đến một chỗ đó đẹp lắm, mình thấy những người đó đều là người dễ thương, người hiền lắm. À, rồi người ta đem đồ ăn rồi ra cho mình ăn được, ta nói chuyện rất là dễ thương với mình. Khi quý vị ngủ mơ ra gặp cái giấc mộng vậy thôi, quý vị ao ước sao mà giấc mộng này kéo dài, đúng không? À, đó là mộng thôi đó nghe, mộng đẹp á, là mình mong cái giấc mộng này nó kéo dài thời gian đi. Ai mà lỡ khiêu mình cái mình phá đi giấc mộng đẹp vô cùng, đang bưng dĩa nho Mỹ lên ăn tự nhiên, cái đó là mộng thôi đó mà lẽ thích đó quý vị. Còn nếu như mình gặp một cái ác mộng, có một người đuổi dượt mình, cầm một con dao dượt mình đâm mình, thì mình mong làm sao ai phá giấc mộng liền giùm cho mình đi, kêu liền đi. Kêu liền đi vì đáng sợ quá. Khi lỡ kêu mình một phát dứt mình vậy, trời ơi mừng quá, đáng sợ quá, thấy không? Đó là ác mộng. Mà giấc mộng đẹp của chúng ta là gì? Mỗi ngày nhớ A Di Đà Phật, nhớ Cực Lạc, mình diễn đạt cái tâm tư mình ra, diễn đạt ra. Ví dụ như bây giờ mình niệm Phật, mình muốn về Cực Lạc, mình diễn đạt như nè: à, thế giới Cực Lạc nghe, muốn ăn có ăn nghe, ở đây thì làm muốn chết mà còn thiếu ăn, Cực Lạc thì muốn ăn có ăn, à, muốn bận có bận, ở đây mà kiếm vài bộ đồ hàng hiệu cũng phải cần có tiền dữ lắm mới mua nổi, còn ở thế giới Cực Lạc muốn bận màu đồ nào là có đồ nấy. Ôi ơi sao nó đặc biệt dữ vậy. Còn vàng, chỗ vàng đây có một cái chỉ mà còn sợ bị ta giật cái gì. Ở Cực Lạc mà vàng lót ngoài đường cho mình đi. Rồi ở đây mà lâu lâu đi du lịch đó, mà có tiền lắm mua vé máy bay, mà có khi bay mà còn sợ rớt xuống nữa. Còn đi xe thì kẹt xe quá trời, thành phố kẹt xe đúng không quý vị? Còn ở Cực Lạc thì trong một ý niệm mà đi mười phương chư Phật, đi cúng dường mà gặp Phật thiệt luôn. Ôi ôi gì đâu mà nó đặc biệt gì đâu á. Còn hoa thì ở đây thì hoa gì đâu mà có vài cọng hoa, còn ở đó là hoa mạng Đà La, nhiều loại hoa mà toàn là hoa quý không, của tất cả các thế giới mà đều quy về hoa đó. Mà mỗi buổi sáng là rơ rụng, mà gọi là mình bước trên hoa mà đi, rồi lấy giặt áo hứng hoa, mà hoa Cực Lạc là thơm. Hả? À, thiệt là thơm luôn, đặc biệt lắm. Mình nghĩ cái điều đẹp á, rồi xong mình nói là ở đây mà tắm mà lâu lâu mà được đi sông hơ là cũng ngon. Nhưng mà trời ơi, ở thế giới Cực Lạc càng đi sông hơ. Nước của người ta gọi là nước bát công đức thủy. Ở đây không có loại nước nào gọi là nước bát công đức thủy. Gọi là tám loại công đức. Mà cái nguyện của Phật mà ở thế giới Cực Lạc là có loại nước bát công đức thủy. Nước đó nó có đủ tố chất nằm bên trong loại nước đó luôn. Khi bước vào nước đó, tắm con người nó nhẹ nhàng, nó im dịu, nó mát mẻ, nó sảng khoái thì sao á. Cái cảm giác mình phải tưởng tượng vậy đó, mình tưởng tượng nó cũng thấy thích nữa quý vị. Quý vị mới nhớ có những cái mình tưởng tượng mà mình thấy thích lắm, dù nó là mơ đi nhưng mà nó vẫn cảm thấy đẹp trong cuộc đời mình. Nó tưởng tượng mà nước gì đâu mà tắm, rồi bước xuống mà tắm nước, muốn nước đến chân thì đến chân, muốn nước đến gối thì đến gối, muốn nước đến vai thì đến vai, muốn nước qua đầu thì qua đầu, mà tắm xong khỏi cần dùng khăn lau. Tại nước đó là những có cái loại nước đó là công đức, nên gọi là tắm để mình cảm giác là im dịu và mát mẻ, nhưng nó không bao giờ thấm ướt như mình tắm nước ở cõi đời, nên không cần khăn lau. Và tắm xong rồi, thí dụ như nãy mình bận bộ đồ vài, nhưng mình tắm xong rồi tự nhiên nó thành có một bộ đồ khác cho mình theo ý thích của mình, tự nhiên đắp vào thân, đúng không? Đây là sự diễn đạt từ kinh giáo thôi, nhưng cái cảm giác quý vị vẫn thấy thích thú một cái quốc độ gì đâu mà tuyệt gì đâu á. Hiểu không?
Còn con người thì tự nhiên á, khi mà sanh ra là từ hoa sen sanh ra. Từ trong hoa sen sanh ra. Mà hoa sen nó vừa sanh ra là quang minh phổ chiếu của người. Đẹp thiệt là đẹp, gọi là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Chúng ta không diễn đạt được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp vì mình không có cái tướng tốt và vẻ đẹp đâu. Nên mình chỉ cảm thích 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Nhớ, khi cảm thích cái này rồi đó thì quý vị mới thấy rằng ở cái quốc độ này chúng ta sẽ sanh ra là rất nhỏ, và sự sinh trưởng lớn lên từ từ trưởng thành. Và một con đứa con nít còn nhỏ, nó chưa có gì, nó lớn lên nó sanh ra nhiều thứ loại trong cơ thể của nó. Rồi từ từ con người lớn lên và có thời gian đẹp. Đẹp rồi cái thời gian bị lão hóa và già đi. Già đi rồi từ từ đi đến cái chỗ bệnh hoạn. Bệnh hoạn rồi cuối cùng đi đến cái chỗ và chết đi. Còn cái thế giới cực lạc thì khi sinh ra người ta 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Và con người luôn luôn đẹp như vậy và không bao giờ già. Con người luôn luôn trẻ trung không bao giờ già. Quý vị cứ nghĩ đi, trong thí dụ như ở cái căn nhà thế giới cực lạc đó quý vị. Cái sự an lạc thích thú của thế giới cực lạc đó là quý vị ở trong căn nhà của quý vị. Thí dụ như có người đi đến chơi thì quý vị biết rằng là nhà quý vị sẽ tự nhiên mấy người đi đến chơi thì hiện ra mấy cái bảo tọa. Hiện ra mấy bảo tọa. Rồi khi người ta về thì từ chén bát bảo tọa tự biến mất hết, trở lại vị trí nhà sạch sẽ gọn gàng hết cho chúng ta. Thích thú chưa? Chứ không phải cần dọn dẹp cái gì, chứ không phải là ăn xong mới dọn dẹp. Bậy, không có dọn dẹp. Có nghĩa là cần ăn là hiện ra ăn, ăn xong rồi tự biến mất. Nó không có một cái gì là chúng ta phải cần dọn dẹp, cần làm cái gì hết trơn á. Và nhà cửa đường phố nó không có bản hiệu gì cả, vì nó là bình đẳng bản hiệu cái gì. Còn mình ở đây mình bước ra đường thành phố bản hiệu đầy. Đó là gì? Tranh cạnh nó mới có bản hiệu. Còn đó có gì đâu mà có bản hiệu. Đâu có bản hiệu đâu. Đó. Và xin thưa quý vị, ở thế giới cực lạc là chắc chắn là sẽ có là nhà là cung điện với cái sự thị hiện thôi. Chứ ngoài ra là nó cả nhà nó cũng không có luôn nữa. Tại vì sao? Cái quốc độ người ta không có mặt trời, mặt trăng, mà quốc độ của người ta là sống trong quang minh phổ chiếu. Hiểu không? Căn nhà của mình là giống như một cái thiền định của mình là căn nhà đó. Cái cảnh giới của mình là nó tự tại đến mức mà nó không có một cái gì che chướng hết trơn á. Sự an lạc này không có thể nào đạt được, không có thể nào diễn đạt nổi hết đâu quý vị à. Chỉ có cái người ở thế giới cực lạc mới hưởng được điều này mà cảm thọ được thôi. Thì nghe điều này vì thấy tâm trạng mình nó an lạc. Nó đã nghe thôi mà nó cảm giác an lạc rồi, đúng không? Dùng là mơ mộng đó. Nhưng mà cũng nên mơ mộng cái điều này đi. Tại sao không mơ mộng điều này à. Lại phá tan đi giấc mộng đẹp của người ta. Nói là không có đâu. Ông đó là ngụ ngôn, ông diễn đạt như vậy thôi. Chứ làm gì có. Con người này ác lắm. Họ rất là ác. Chỉ có mộng đẹp mà cũng không cho người ta mộng nữa thì quá ác à. Đúng không? Cứ kêu người ta tin là có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để cắm rễ vào đó, mà không cho người ta tin thế giới cực lạc đẹp như vậy để cho người ta mơ mộng. Ôi ơi. Đúng không? Thiệt là ác. Các vị nghe những đứa nói điều này các vị cảm thấy cũng thích chí nè. Rõ ràng thích chí mà. Cái chí là cái nghe, nên nghe thích chí là đúng rồi. Đúng không? Cái nghe cảm thọ nó không bằng thích chí đâu quý vị à. Khi cái chí bị nghe mà thích được cái cảm thọ đó nó tuyệt vời. Cái pháp lạc sanh ra liền thật sự luôn á. Nghe rồi tự nhiên đau chân mắt tiêu luôn. Hết nóng luôn. Đúng không? Trời ơi, tại sao mà không vậy đi. Bây giờ quý vị cứ nghĩ mình đi về cực lạc rồi mình sẽ gặp nhau nha. Bắt tay kìa. Mừng vô cùng. Ví dụ như nè, ví dụ như anh Viễn hay mấy anh em đây đúng không? Về cực lạc gặp nhau đúng không? Anh em số 1. Về tới đây là số 1 rồi đó nghe. Mấy cô rồi ha, mấy cô rồi ha. Cô ha. Số 1. Xong mình lúc đó mình đàm đạo nha. Nó hồi đó cõi ta bà đúng khổ. Thời gian ngồi nghe pháp nó công nhận nóng nảy thiệt nha. Mà những đức cũng cảm ơn các vị đã ủng hộ hết mình, vỗ tay đồ quá trời luôn. Đúng không? Xong à, các bạn sẽ nói như thế nào? Chúng ta chỉ diễn thôi. Mình diễn nhau thôi. À, bây giờ mình đã về tới đây rồi, quá mừng rồi phải không thầy Đức? À lúc đó quá mừng thầy Đức. Đúng không?
Ờ, lúc đó, lúc đó mình là nam cơ mà, chứ nó đâu có cách cái chuyện mình nam nữ đó đâu. Nam cơ mà, lúc đó nói à, ôm cái coi nam hả? Nam mà quý vị, ta là nam, thế giới cực lạc là nam mà, không có nữ. Thì chúng ta được quyền bắt tay và ôm nhau mừng vui khi được về thế giới cực lạc. Chứ cảm giác chứ làm sao? Ôi ôi, cái cảm giác này nó tuyệt lắm. Quý vị biết rằng là mình sẽ nói câu gì nè. Trời ơi, suy nghĩ rằng bây giờ thầy ơi, thầy Đức ơi, thầy coi nè, cái đầu giúp đó mình có thằng Thông mà vẽ một cái vòng, mình nhìn vô cái vòng đó mình thấy vô lượng kiếp mình trôi lăn trong lục đạo, làm vợ làm chồng làm con, khổ đau trong tam đồ ác đạo đủ hết luôn. Thầy Đức coi kìa, chúng ta vô lượng kiếp phải trôi lăn khổ đau như vậy. Thầy ơi, bây giờ bao nhiêu chúng sanh đang khổ đau như vậy, mình có ngồi yên đây được không thầy? Thì Nhân Đức nói không ngồi yên được. Đúng không? Không ngồi yên được, đúng không? Bây giờ Nhân Đức bố trí nhân sự, tại vì mình là lãnh đạo quen rồi quý vị, để bố trí nhân sự luôn. Bây giờ chỉ đạo cho ví dụ như bà Chuyển hay là mấy bà đây, bây giờ mấy bà quen quen nhau, trưởng đoàn, Chuyển, cô Thư, mấy cô này đồ, rồi dự xưng đồ ha. Bây giờ bố trí mấy bà về phương Tây. Cái địa phương đó nó đang khổ đau, mấy bà đó đó có ông thầy ông giảng pháp tu tịnh độ ở đó, bà lỡ đó bà làm trưởng đoàn dẫn người đi đến đó thôi. Chỉ đạo tại bà cái duyên đó bà làm, bà đi làm duyên đó đi, hiểu không? Nó rồi đó là coi mấy chú nam đây, à chú này thuyết pháp được, đúng rồi, lỡ đó thuyết pháp khu vực đó, thấy không? Chỉ điểm chia điều hết đi. Nhưng mà đặc biệt đặc sắc nhất cái chỗ này, tuyệt vời nhất là chỗ này. Chỗ này nè, phải căng phải nghe nè, là mình vẫn ở cực lạc. Tuyệt vời nhất là mình vẫn ở cực lạc, luôn luôn ở cực lạc. Mình luôn luôn ở cực lạc luôn, mà mình theo cái nguyện phăng thăng đi đến nơi đó đi độ sanh, mà mình luôn luôn ở cực lạc. Mà cái tuyệt vời vô cùng luôn quý vị, ở đó quý vị niệm Phật, quý vị giảng sanh theo cái sự thị hiện đó, và quý vị ở cực lạc là thân quý vị ở cực lạc, và quý vị cũng cùng đi với Phật A Di Đà làm thánh chúng đi tiếp dẫn luôn nữa. Đúng là không thể nghĩ bàn, 100% là như vậy luôn. Quý vị đã về cực lạc rồi, quý vị là luôn luôn làm thánh chúng đi tiếp dẫn những chúng sanh mà quý vị với họ có duyên. Nhưng quý vị trong khi quý vị đi về đó, quý vị ở đây quý vị niệm Phật, mà họ là mình là họ, mà lại đi tiếp dẫn nhau, tuyệt chưa? Đều là tự hiện đi tiếp dẫn nhau, có nhân duyên. Nhân duyên nó gọi là câu thông mà. Trời ơi, cái quốc độ gì đâu mà nó đặc biệt gì đâu quý vị ô. Tuyệt quá. Nghe gì rồi quý vị thấy không? Bây giờ mình khổ cái gì nữa bây giờ? Không còn khổ gì nữa trơn á. Bây giờ về chồng đá hứ hứ cho chăng nữa. Lúc đó là đá hứ hứ bánh bạch bạch luôn. Sao chứ? Không làm sao cũng được chứ á. Được rồi, tôi chấp nhận hết ông ơi. Tôi bây giờ có chỗ đi về, về cực lạc ngon quá. Nhớ nghe, nó có mục tiêu của niềm vui, nó chịu khổ được hết. Nó có mục tiêu của niềm vui là nó chịu khổ được hết hoàn toàn luôn. Chỉ có cái là nó bế tắc thôi. Nó bế tắc mà mình đi, càng đi thì càng tắc. Nên mình thê thảm đến mức ngồi đâu cũng. Xấu xí nó kỳ cục thế ghê quý vị. Ví dụ như người đã xấu rồi ha, mà bình thường gì thì không đến nỗi xấu đúng không? Mà tự nhiên quý vị bây giờ nhìn những đức diễn đạt mà quý vị là đừng có làm cái điều này nữa. Đừng có đi buồn, đừng có khổ chi quý vị. Ví dụ như bị gặp nhau, A Di Đà Phật, à, chào chị, chào anh nghe, chào anh. Chẳng có được đúng không? Hơn là quý vị gặp, chào anh. Chi vậy? Nó có được lợi ích gì đâu, thấy không? Rồi miếu mó kỳ cục. Chi vậy? Nó không có được lợi ích gì chứ á. Mình khổ đã khổ rồi, mình làm gì cũng không ai cho mình gì đâu. Khổ chi chi cho nó mệt thêm nữa. Nghỉ đi, dứt đi. Khổ nữa, mệt quá. Hoài làm gì?
không? Con hiếu cũng được, con bắt hiếu cũng được, chồng thương cũng được, chồng ghét cũng được, vợ thương cũng được mà vợ bỏ cũng được. Mình bây giờ muốn về Cực Lạc à? Hiểu không? Không phải là mình đá đổ mà là do vừa mình chấp nhận á. Mình đang sống mà mình phải chấp nhận chứ sao bây giờ? Chứ đâu phải những đứa kia quý vị đá đổ đâu, mà những đứa kia quý vị là chấp nhận cái hoàn cảnh đó đi. Chứ đừng có bê tha, đừng có tức tối, đừng có chửi rủa, hoặc đừng có đi biêu riêu nó, đừng có đi mà gọi là đầu này đầu kia nói nó làm gì, đừng có nói nữa. Đừng có đi đầu này đầu kia nói chồng tôi nọ, vợ tôi gì, vợ tôi nọ, con tôi gì, con tôi nọ, đừng có nói nữa. Mà kêu quý vị là chấp nhận đi để có muốn đi về Cực Lạc, chứ đừng có đi kêu riêu họ làm chi, hiểu chưa? Kêu riêu họ làm gì? Ôi cái điều học tập này đúng là mê luôn á nghe. Quý vị giải tỏa biết nhiêu tâm tư mình chưa quý vị? Thôi chúng ta nghỉ đi, ai vô đầu vào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.